Em tiếp tục chào đón quý vị với một số mã âm ly tiếp theo. Đây, mã âm ly về khá là nhiều. Hàng đẹp thế này thì không còn gì để nói nữa rồi. Đấy, đẹp đến thế là cùng thôi quý vị ạ. Âm ly có vào đây. Đây nữa. Ở đây là con repao này. Con pao khủng đây. Bác nào thích chơi hàng khủng gặp em nó đây. Quay chậm chi tiết cho quý vị. Đây là con pao. Má gỗ hết rồi, về pao đây. Hai đèn vu. Một trong những con pao khủng bề le cổ. Các bác nhìn xem. Con này nặng lắm á. Thằng em nó làm giúp em ở đây, nó bê nó lè hết cả lưỡi. Đấy, các nhìn thấy chưa? Đây. À, giá của con này là 19.900.000. Đây. À, em của nó đây, tên của nó đây. Inaco này. À, một đèn 400. Hết 400. Rồi nó cao lắm, hơn 20 phân. Găng tay này. Chưa hết. Yeah. Còn chiều này à. Đấy, bao khủng đấy. Hàng đẳng cấp của các quý vị đây. Còn phía sau của em nó đây. À, điện của em nó là 120V. Quý vị ạ, 120V nhá. Quý vị nhớ hộ em. Em thử quay thật chậm cho quý vị nhìn chi tiết. Con này là con pao này. Pao âm ly này. Ultra 400, nhìn chưa, pao chưa? Em giữ in cho quý vị đọc các thông số chi tiết giúp em. Đấy. Con này hàng của Mỹ 100% luôn. Điện 120V vào. Ở đây. Made in đây, quý vị nhìn made in của em. Made in USA. Được chưa? Đó. Hai dưới này, hai bên hai cầu, hai vế, hai cầu loa hai bên. Đây phải gọi là những con trâu sắt to vật vãi. Em thì em chưa được bê, nhưng mà em thấy thằng em nó bê xong vẫn ngồi phệt đít. Thở há hốc mồm. Còn đây là lô âm ly Pioneer. À, một trong những mã âm ly mà ngon, giá hợp lý, rẻ thì không có rẻ lắm đâu, giá là hợp lý rồi, bởi vì là những chiếc âm ly này nó là dòng thương hiệu nổi tiếng. Con âm ly Pioneer đây, Pioneer model là SA710. Con này sản xuất năm 1973 73, nó quá nhiều tuổi rồi, hơn tuổi em quá nhiều. Và năm nay nó 47 năm rồi mà nó vẫn như thế này, tài thật đấy. Các bác cứ nghĩ xem, hàng bãi mới lại hàng mới xem. Các bác mua hàng mới bây giờ chắc một năm sau thì làm gì nó được bóng này, nó xỉn hết đấy. Mua hàng mới đây, hàng bãi đây, gần 50 năm. À, con này đánh sọt sắt quý vị ạ. À, đây là con, tất cả 5 con này đều là một mã âm ly. Và con này đánh rất là hay. Dòng Pioneer này đánh được rất nhiều loa, rất nhiều loa. Con này hai cầu AB. A riêng, B riêng và hai cầu AB luôn. Em ơi, quay hộ anh một con âm ly đằng lưng ra đã, để cho nó tiện, bởi vì là bao nhiêu con giống nhau mà không có con nào quay lưng ra thì vô lý. Đó, mặt trên. Thế để cho khách nhìn nó thoải mái, không cần phải lau gì cả, cứ thế cho nó đẹp, lau sau. Giờ chưa lau mà nó đẹp thế này, giờ đến lúc lau nó đẹp rực sáng hẳn như này. Rồi. Đấy. Mặt má gỗ trên đây, má gỗ này rất đẹp.
Và tóm lại là con nào phía trước mặt nó mũi đẹp và hồi gỗ hai bên, con nào cũng đẹp, được chưa? À đây là phía sau của em nó chưa là một vết nào lau nhé. Đấy, hàng từ cam về chưa lau một vết bụi nào. Đây cho quý vị nhìn xem nó cổng vào 1, 2, 3, 5 cổng, 5 cổng vào, được chưa? À đây là con Pioneer SA710, điện vào 100V, chưa? Đấy, buồn. Con này hai cầu AB độc lập luôn, hai cầu AB độc lập, chưa? Đấy, còn nói chung là như thế này là quá là đẹp các bạn. Hàng này hàng bãi 40-50 năm thế này còn đẹp lung linh như mới thế này thì không có gì. À và giá của em nó là 5.900.000 một cái. À, rất là thích cái dòng Pioneer là đánh được khá nhiều loa và tiếng rất là sáng hay, rất là nhiều loa đấy. Giá 5.900.000 một chiếc. Quý vị nào có nhu cầu thì alo giúp em. Con nào cũng đẹp như con nào. Đấy. Con nào cũng đẹp như con nào. Và con này có cổng mic đằng sau này. Đây, mic này. Mic phía sau. Đây. Con này có cổng power only. Giá 5.900.000. À, tiếp tục sang đến bên đây cũng là Pioneer. À, đây là những con Omni Pioneer, con Omni Pioneer 3400 receiver FM108 giá 4.800.000. Tiếp tục xuống dưới tiếp là con Omni Pioneer 434. Tất cả hàng này radio đều đến 108 hết. Hai con 434 giá 4.600.000. Gồm có con số 1 này 4.600.000 là con số 2 4.600.000. Hai con này giống hệt nhau, một mã. Được. Một mã. Đấy, một mã. À, sang đến đây luôn. À, có về con Onkyo này, có bác nào về vệ sinh hay làm gì làm. À, con này em cắm lên cảm giác hơi sôi nhá. Sôi nhẹ thôi, không sôi sôi to lắm. Ai kỹ tính thì mới phát hiện được. Sôi nhẹ nhá, có sôi. Đó là về xử lý em để cho 1.500.000 con này. Còn thật ra là nghe cũng không phát hiện mấy đâu, không phát hiện ra lắm, nhưng em cảm giác có sôi. Bán xuống 1.500.000 cho các bác nào về vệ sinh và chỉnh sửa nhá. Tình trạng hoạt động tốt hết nhưng có sôi nhá, có sôi. Đấy, 1.500.000. Con Omni Onkyo, Onkyo TX2000, Onkyo TX2000 nhá. Rồi. À, xuống dưới là con Omni Sony TA1630. Giá 1.500.000. Sony 1630, 1.500.000. À, tiếp theo xuống con dưới này là con Technic, con này mã cũng khá cao. À, con Technic SA5360. 5360, được chưa? À, con Technic SA5360, được chưa? Đấy, 5360. Giá 4.800.000. Đây, vừa về con Omni Nico đây. Ngày hôm qua em có test một con loa cổ. Loa gì cổ nhỉ? Em nhớ lại xem nào. Con loa gì cổ 7.900.000 ấy. Con đấy đánh với con Nico này ok đây. Qua em có test nhưng hôm qua chưa về, hôm nay nó về. Đúng nói là nó về đấy. Nico đây. À con là Nico 4010. Có giá 4.500.000. Omni Nico 4010. Chưa vệ sinh một chút nào cả. Đây toàn băng dính bụi đây. Đấy. Các nhìn này. Nhìn nó đây bẩn nhá này. Lau cái thấy chưa? Đấy. Phải lau dọn vệ sinh, chưa lau. Quay luôn cho thích. Và con dưới cùng là con đẩy G-Max có một giá là 3.800.000. Con đẩy này quý vị có thể đánh được hai đôi bát 40 nhé. G-Max 3.800.000. Con là G-Max PH2060. 2060. Bác cứ vào rửa đi. Xong. Không thoải mái. Nước luôn đấy bác uống không em? Đấy. À, còn tiếp tục đây là đôi loa Acoustic. À, con này em chuẩn bị test nhưng mà tiện để giới thiệu luôn cho bác làm nhanh tay. À, dòng Acoustic này các bác đã nghe rất là nhiều rồi. À, và báo giá luôn này, giá 7.800.000 này, giật mình luôn này. 7.800.000. Con loa Acoustic. Đây. À, model Acoustic model 520 nhá. Acoustic model 520. À, công suất max tối đa là 200W. 200W, độ nhạy là 98 dB. Con này độ nhạy quá cao luôn đấy.
độ nhạy càng cao thì càng dễ ghép âm ly, được chưa? À đây, độ nhạy của nó 98 dB nhé. Con này độ nhạy cực kỳ cao luôn. Báo cáo các bác, giá như vậy thì còn không có con nào giá thấp hơn được nữa nhé. À, chở khá của em nó 8 ohm, chưa? Con acoustic này, độ nhạy cao gần 100 ohm. Ghê thật, 98 dB cơ. Đấy, đây bên này nữa. Con acoustic này có giá 7,8 triệu. Bác nào nhu cầu alo nhanh. À, màng trong đây, con này rất là sexy, nhìn thấy cả khung sườn luôn, gần mút. À, đó là toàn bộ clip em gửi đến quý vị. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi.